thủ môn Bùi Tiến Dũng gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau khi rời câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chính thức gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội để thi đấu ở V-League 2023. Trước đó, thủ môn quê Thanh Hóa đã nói lời chia tay với Chiến Hạm Đỏ vào đầu tháng 12 năm 2022. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành từng cho biết ông thích Bùi Tiến Dũng, nhưng việc thủ môn sinh năm 1997 có tiếp tục ở lại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh hay không là do quyết định của ban lãnh đạo đội bóng. Việc cựu người hùng U23 Việt Nam năm 2018 ra đi có thể xuất phát từ chính sách thắt lưng buộc bụng của đội chủ sân Thống Nhất sau khi mùa giải 2022 khép lại. Tại câu lạc bộ Công an Nhân dân, thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ có cơ hội để thi đấu với người đồng đội ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh là Sầm Ngọc Đức. Bên cạnh đó, người em trai của thủ thành 26 tuổi là Bùi Tiến Dũng cũng vừa cập bến đội bóng tân binh của V-League. Thủ môn Bùi Tiến Dũng rời câu lạc bộ Thanh Hóa để gia nhập câu lạc bộ Hà Nội vào đầu năm 2019. Sau một mùa giải, anh đầu quân cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh để thi đấu từ đầu năm 2020 trước khi cập bến câu lạc bộ Công an Hà Nội. Kể từ sau chiến tích giành vị trí Á quân giải U23 châu Á 2018 cùng U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng vẫn chưa thể lấy lại phong độ cao nhất của mình. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có sự đầu tư rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng để hướng đến V-League 2023. Đội bóng tân binh này liên tục chiêu mộ những nội binh có chất lượng. Bên cạnh thủ môn Bùi Tiến Dũng, Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng, câu lạc bộ Công an Hà Nội trước đó đã đón về hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam, tiền vệ Tô Văn Vũ. Từ ngày 12 tháng 1, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ tham gia giải giao hữu tứ hùng được tổ chức trên sân Hàng Đẩy với sự góp mặt của câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Viettel nhằm chạy đà cho V-League 2023.